vào đỏ này. Rồi thứ hai là đi chơi tiếp rồi ha. Trời sướng rồi ta. Anh đi không? Quay YouTube. Nhưng mà chắc là không có đâu có đi được đâu, tại vì đâu có làm ở đây đâu không? Đâu có phải là mình phải là nhân viên ở đây mới đi được không? Đi theo đi, theo tụi tốt. Thì tốt. Tôm thái sống rồi cả nhà. Chào quý